mẹ nó nói hồi cấp mấy con thai á, dạ, cũng gần sanh rồi, thấy bà mẹ Quan Âm bà đẩy cái người kia vô. Ôi, bà biết chạy liền, bà nói anh ơi chắc đẻ con trai. Nước này cười ơi gặp xe út. Ai gặp xe út? Ôi nước này Tuvalu. Cái nước này ở châu nào ta? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Phú của tỉnh An Giang. Hình ảnh mà một người đàn ông đang chạy một cái chiếc xe rim ở ngoài trước đó là một cái người anh hôm trước có điện thoại thông tin cho mình rằng anh có một bé trai, năm nay bé tầm khoảng 3 tuổi nhưng bé biết đọc báo, đọc chưa học nhưng mà bé biết đọc chữ nè, rồi biết các quốc kỳ quốc gia mặc dù tuổi của bé thì còn rất là nhỏ. Và đặc biệt hơn nữa thì khi mà lá cờ của quốc kỳ của tất cả các nước đó mà anh che lại hơn 90%, bé đó có thể nhận biết được quốc kỳ đó là của nước nào. Vậy thì thực hư cái câu chuyện này như thế nào làm cho Bùi Hồ cũng rất là tò mò. Và Bùi Hồ vội vã chạy qua đây để tìm đến anh cũng như là tìm đến ngôi nhà của anh. Cái hành trình thì hai anh em thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại nhà anh Dũng. Anh ơi thì theo thông tin được anh chia sẻ với em đó thì anh có một người con, thì anh có thể giới thiệu cho em biết về người con trai của mình không? À cũng như nó được 3 tuổi rưỡi rồi mà thấy nó bị giỏi lắm, nó biết đọc chữ thật hảo lắm, nó biết đọc chữ gót luôn vậy. Ồ, như người lớn đó. Ồ, các lá cờ các thế giới nước nào biết. Vậy làm như thế nào mà anh phát hiện được cái tài năng của bé? Mới ban đầu bé thì mẹ nó mua cái thùng mày về cho nó, dạ, cái thùng cháo á, cái đó cháo có loại. Thôi cái chị đó mới phát hiện, cái chị nó chỉ tìm mấy cái tủ sắt, dạ, cái nó biết nó đập hết trơn cái thùng này. Thấy vậy cái biết nó có cái tài đâu. Bé năm nay là 3 tuổi rưỡi, anh là anh Dũng. Anh Dũng thì năm nay bao nhiêu rồi? 49 này. Thôi, dạ. Thì thôi bây giờ mình sẽ, ơi, bé chạy ra luôn kìa. Ơi. Đó, hai cha con chào con nha. Chào mọi người đi. Bé tên gì anh Dũng nha? Thiệt. Chào chú. Thiện. Dạ. Chào chú được không? Chào mọi người đi Thiện ơi. Chào chú rồi, chú nhỏ đi kêu thầy cho. Đi, bây giờ vô nha, Thiện có thể dẫn chú vô nhà được không? Dẫn chú vô nhà chơi con. Đi con. Đây. Rồi, năng động. Rồi, mấy anh em mình sẽ vô nha. Thì theo chia sẻ anh Thiện nói, anh Dũng nói thì bé Thiện thì năm nay chỉ 3 tuổi rưỡi thôi. Dạ, con chào bà. Dạ. Ôi. Ôi. Dạ, ở đây bé Thiện cầm gì đó? Con cầm gì đây? Đâu? Con cầm về. Để bản cho chú viết chữ cho con đọc nha. Hiểu không? Biết cái máy, biết cái này là gì không? Cái máy. Rồi. Con nói lớn lên con có thể giới thiệu về mình được không? Con tên gì con nói? Con tên gì nói lại đàng hoàng coi. Thiện. Con tên gì? Con tên Thiện. Con ở đâu? Con tên Thiện. Ấp nào? Ấp Bình Phước rồi. Xã nào? Đàng hoàng con. Huyện nào? Huyện Châu Thành. Bé Thiện rất là kháo khỉnh và năng động cô bác quý anh chị. Bé cứ nhìn ở cái góc máy ở đằng sau, bé cứ nghiêng nhìn ngoài, có vẻ là thích khám phá tìm hiểu anh ha. Thì hôm nay thì bây giờ mình sẽ xem về cái biệt tài của bé Thiện. Anh chia sẻ thì một lần mua mì gói về thì bé biết tên của loại mì đó, thì anh đã phát hiện được cái tài năng của bé luôn. Cháu có rõ. Dạ. Tự nhiên nó nói chỉ cháu có rõ. Ôi. Cháu có rõ. Là bé được học mẫu giáo chưa anh hả? Chưa. Chưa đi học luôn? Chưa. Ôi. Tại vì nó mới có 3 tuổi mấy à? Ừ. Chưa có được tuổi đâu có vậy. 3 tuổi mấy mà giỏi quá luôn á. Lúc mà chị mang thai bé thì việc mà mang thai thì có những cái hiện tượng tâm linh gì không anh ha? Hay là sinh bé đó?
cái này thì nếu mà hỏi thì mới nói thấy nghe mẹ nó nói hồi cấp mấy quan thai á. Dạ. Cũng gần sanh rồi thấy bà mẹ Quan Âm bà đẩy cái người kia vô. Ôi. Bà biết trai liền bà nói anh ơi chắc đẻ con trai. Ừ. Mới có bầu á. Mới có bầu ha. À mới có bầu á chưa có siêu âm nữa bà nói chỉ mẹ con trai tranh cứu hỏi sao. Cái mẹ nói gì đồng âm chắc quá gửi cho thật ra. Ồ. Cũng may lúc nói thì tôi không có nghĩ. Dạ. Sau này mới thấy. Khi mà phát hiện được cái tài của bé Thiện thì anh mới thấy. Ê bé Thiện lên đây ngồi coi ta. Con ngồi coi đẹp, ngồi coi. Ôi. Ôi ôi. Dạ đây là bà nội hả? Bà ngoại. Bà ngoại của bé Thiện. Đẹp trai quá luôn á. Đó. Hãy cái gì đây. Đó, nhà chùm chùm đẹp đẹp luôn. Đó, ngẫu nhiên mình hỏi nó tờ nào. Ôi. Hãy cái liền chứ. Nếu mà đưa được từ tấm đập lâu lắm. Trời ơi. Đó, đó. Bây giờ bé Thiện qua đây ngồi đi. Chơi với hai chú cháu mình. Ngồi xuống, ngồi dưới đi. Bùi Hồ chia sẻ thật tình với cô bác quý anh chị á. Ở trong đây có tất cả là hơn 100 lá cờ của tất cả các nước anh Dũng nha. Khoảng 150 tấm đó. Khoảng 150 tấm. Nhưng mà Bùi Hồ thì không biết được nhiều đâu. Những lá cờ nó hình như thế này thì chắc có lẽ là ít gặp lắm. Nhưng mà bé Thiện ở đây sau một lần phát hiện được, anh Dũng phát hiện được cái tài năng của bé Thiện, thì hôm nay Bùi Hồ sẽ thử trắc nghiệm bé Thiện với những cái lá cờ này. Em sẽ lấy ngẫu hứng nha. Lấy ngẫu nha đây chứ. Đây nè. Để chú lấy. Đây bà, đã chú lấy nè, chú hỏi con nè. Đây. Hoa Kỳ, Mỹ. Hoa Kỳ, Mỹ. Ôi ôi. Trời ơi. Hoa Kỳ, Mỹ nha cô bác quý anh chị. Bây giờ mình sẽ trắc nghiệm bé thử 20 lá cờ. Rồi. Nước này. A gặp Xê Út. Ôi. Nước này. Jamaica. Jamaica thủ đô là gì? Không biết thủ đô đâu. Chưa. Chưa có nói qua thủ đô. Jamaica nha cô bác anh chị. Rồi. Ôi. Này. Cờ Úc là Australia. Quá hay luôn. Này. Ây gắt. Ôi ôi. Cái này đọc lâu lắm. Giờ nói thí dụ gì. Thôi bây giờ em sẽ thử bay bé. Dạ dạ dạ. Đây. Đó, nè. Tuvalu. Tuvalu. Nước này. Cờ Luxembourg. Ôi ôi. Nước này. Nè. Cờ Myanmar. Ôi ôi. Quá 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 nể con luôn rồi đó. Nước này. Quá nhiều luôn này. Cờ Hungary. Trời ơi. Nước này không cần. Cờ Ukraine. Ukraine. Bé bé bắt thì bắt âm dễ thương quá. Cả đây. Angola. Angola. Angola luôn nè. Có này. Cờ Pakistan. Đâu đâu đâu, phải không Pakistan. Đúng rồi. Cờ này. Cờ Oman. Ôi không cần nhìn anh. Lại. Trời ơi. Cái nào nó hơi quê đó nó mới nhìn. Nó là nhìn nó nghiệm. Cũng có tấm nó cũng phải nghiệm. Nhiều quá mà. Chú sợ con luôn rồi đó. Cả đây. Kata. Kata. Ôi ôi. Này. Singapore. Singapore. Quá giỏi. Cái gì cái gì chú nghe không rõ. Latvia. Ôi nói chuyện tiếng Anh chuẩn quá. Cờ này. Ôi Rumani. Ba tuổi rưỡi của bác. Cờ này. Cái gì con? Chú quên rồi. Hy Lạp. Đó. Ôi. Đây. Cờ này lạ lắm luôn á. Cái nước này là mới nghe luôn nè. San Marino hả? Ôi. Cờ này. Colombia. Ghê quá. Này này nước này chú biết nè, nước này đá banh hay lắm nè. Argentina. Bây giờ con nhìn chú nha, bây giờ chú hỏi thêm khoảng chưa nha. Nè. Gì con nói là gì? Grenada. Grenada hả?
không biết luôn, nước này mới nghe luôn. Dạ đây gì con, coi cờ gì, cờ gì? Cuba. Cuba. Rồi rồi. Đây. Cờ áo. Đây. Cờ Haiti. Haiti. Ôi giời, Haiti thì rõ ràng cô bác có gì? Này nè, biết nè, chú biết nước này nè. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Ôi. Cờ này. Ecuador là ở đây bé Thiện là chỉ cần không cần nhìn luôn, làm cái công việc gì đó chỉ cần nhìn liếc qua cái là biết cờ đó là kỳ gì luôn, rất là hay. Này Ba Lan, ôi hay quá. Cái này cờ ship, con làm chú choáng váng dáng luôn đó, chú cảm thấy không tin vào mắt mình luôn rồi đó Thiện. Coi nè, à, mình chưa kịp đương lên. Này nhanh lên nha. Cờ chứ. Đây 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 nè, đây nè. Cờ Phần Lan. Gì gì? Cờ Phần Lan. Phần Lan, cờ Phần Lan. Này nè Thiện ơi, cờ Chile. Chile. Cờ này chú biết nè. Cờ Brunei. À kìa kìa chú hỏi. Cờ Na Uy. À ngỡ lắm. Thôi bây giờ chú không chơi, con hỏi cờ nào con cũng biết, chú thua con luôn rồi đó. Rồi. Cờ Nga. Nè. Này con. Cờ Barbados. Barbados. Nãy giờ thì cô bác với anh chị Bùi Hồ thử cái tài mà nhớ của bé Thiện thì bao nhiêu đây nè, mình đếm thử bao nhiêu nước nha. 2 nè, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Bây giờ chơi thêm 3 lá nữa đi. Tôi bây giờ chú Bùi Hồ sẽ kiếm cái lá nào cho đẹp đẹp, có hình con chim. Ơi nè. Nè nè. Dominica. Dominica. Ồ, đó. 38. Này. Kosovo. 39. Đây. Samantha. Cờ Manta. Thật ra thì Bùi Hồ không biết nói sao khi mà gặp được một cái thần đồng, gọi là thần đồng bé Thiện như thế này, chỉ mới 3 tuổi rưỡi thôi. Và để thật hư thì bé Thiện có thật sự là 3 tuổi rưỡi hay không thì anh có thể chia sẻ cho em, là anh có thể cho em xem về giấy khai sinh của bé được hay không. Dạ dạ.